Mình đi vô nhà đi để Thảo hỏi thăm cái hoàn cảnh của anh chị ở đây. Thì bữa hôm cô Sáu có nói là có cái hoàn cảnh của con, ngồi với ghế đi con. Nó khóc cái gì vậy chị? Ồ thôi, ngồi vô đi. Bà Sáu vô đi, bà Sáu ơi. Cô ơi, cô dặn em nó vô cho nó ngồi chứ con trò chuyện cái. Vô ngồi với mẹ đi, con vô ngồi với mẹ. Hoàn cảnh đây là của anh chị không có nói chuyện được, anh chị không có nói chuyện được thì ở phòng trọ của nhà của cô Sáu thì Thảo sẽ hỏi thăm hoàn cảnh của anh chị để mà chia sẻ. Thì thông tin thì biết sơ sơ rồi, để Thảo nói lại cho cô chú anh chị nghe này, là hai anh chị thì không nói chuyện được. Thì cái công việc chính thì chị anh thì ở nhà đúng cô ha, Đúng rồi, ở nhà anh này thì ở nhà chăm con. Chăm bé này mấy tuổi rồi cô có biết không? 2 tuổi á, Bé này hai 2 tuổi bé này sao 2 tuổi được ba đó, 3 tuổi. nó không nói được. Bé thì 3 tuổi, anh ở nhà chăm, còn chị thì đi làm may hả cô hả? Mai mai phải không, Chị đi làm may đúng không? mai áo này không đi làm, mai áo mà. Đi làm cái gì, mai áo mà chồng nó mai áo nè. À may Mày giày, may dài, giày hay mày dép? dài, mày dài dép. Anh chị đi làm công việc may giày dép. Vợ Dạ chỉ có một người vợ làm thôi. Cô ơi, cô hỏi giùm con là họ tên anh chị giấy được không cô? viết tên họ, tên họ luôn, có đưa chứng minh, 2 đứa có chứng minh đầy đủ. À vậy hả? Thì cô có rồi cho con mượn con coi Chứng không? minh ở đâu rồi, hay nổ với công an rồi. Họ phải viết. Thôi để Mai dép đúng rồi, mai dép rồi, mai dép. Hôm nay dép cúp điện hả chị? nay nay cúp điện nè. Dạ hôm nay cúp điện. Nói chung là mình trò chuyện á thì mà tại vì anh chị không có nói được cho nên là cái buổi trò chuyện nó cũng không có gì hết, toàn nghe thông tin nghe tiếng của Thảo không à. Lấy ra đi, lấy cái này nè, lấy nè, cầm cướp đó, lấy đi của 2 đứa luôn rồi, lấy đi. Có một mình chị đó hả? Ủa sao hỏi mình tí có mà, Cho em mượn cái gói, cho em mượn ấy, cho em mượn ấy. cái giấy đi. Nói vậy này, cho em mượn cái này này nè Đó, có của chị á, không? đó, Lấy đi, cho em mượn cái. lấy đi. Ủa tí nữa, ủa tí có không? Có chứ đó, ở Đó, hôm thì nay để có. Thảo mượn cái đạo biết họ tên anh chị để trò chuyện, chứ đôi khi mình trò chuyện xong vẫn biết anh chị tên gì luôn á. Tên gì vậy? Cái mà được cái đó mà đã giấu rồi không biết. Dạ ra dấu, tại mình không có rành cái dù ra dấu này thì mình không có biết Mình được. để ý ví dụ như nói vợ nó chỉ vậy, Dạ còn chồng chỉ chỉ biết vậy thôi. Ngày ngày thì anh ở nhà chăm con vậy đó hả cô Con hả? rồi đi câu cá ăn, Dạ đi câu cá kiếm ăn vậy đó hả? tôi ăn hổm nó nói cô Sáu này nè, cô Dạ xin giùm con đi bốc vác, vợ làm lương có 7 triệu mà mướn giữ con hết nó không đủ ăn, mà xin Gì, giùm lương 7 triệu luôn à? 7 triệu đó, cao hay không? Chị làm 7 triệu luôn hả? Cô ra dấu 7 triệu cho chị hả phải không? Nó Cô viết ra chữ, viết chữ, à. nó nói sao mà 7 triệu. Dạ chị là Bùi Hồng Nhung, chị quê An Giang nè. Hai Quê chồng An cùng Giang. ăn ra hết. Dạ quê Châu Thành An Giang này. Chị Nhung cũng con trẻ mà Vậy ta. hả? Vợ như vậy thôi. Chết, Nó em gửi lại. đi lương hả? Chết, cho em mượn anh Mà cái. không đủ ăn, tại vì mướn giữ trẻ, nó ở nhà xin làm bốc vác mà xin giùm rồi không được, họ nói cái ngôn ngữ không được đó, Dạ rồi thí dụ sai nó làm cái gì gì nó không làm được, cái người ta nóng lên Dạ rồi là cái khó đuổi, khó khó hả? Không có nói chuyện, không có hiểu với không nhau có á, đôi khi hiểu người ta muốn yêu cầu cái này yêu đó cầu đó cái đó kia mà không đó, có hiểu. nên không hiểu cái nó nghĩ, nó tự ái nó nghĩ. Dạ anh là Trí, anh là Trần Minh Trí, Trần Minh Trí anh sinh 1982. Dạ nó có đưa chứng minh thì anh sao? Trí thì ở thành phố Long Xuyên An Giang, còn chị vợ thì ở cũng Châu Thành. cũng An Giang nữa Dạ mà khác khác huyện. cái chứng minh của chị cụ rồi chưa có làm lại đó.
À, phải làm giống vậy nè. Bữa hổm à. Gì làm rồi phải không? Hổm con gì dưới làm rồi phải không? Hay nè. Bữa hổm gì dưới làm rồi phải không? Làm giấy mới. Bữa hổm làm giấy mới rồi phải không? Bữa hổm gì? Đó, cái giấy của anh là mới rồi đó cô. Mới rồi, bữa hổm nó về nó nghỉ dưới 2 ngày đây. Còn cái giấy của chị thì cụ kìa. Sao không làm cho vợ luôn? Làm nhà giống cho vợ luôn. À. À. Cái này của cái cụ của ảnh á. Sao không thu lại tấm mới của anh rồi? Đó, nghe mới á. À, hồi nãy á là cô có chia sẻ là chị làm lương 7 triệu hả? 7 triệu đó lương. Cao đó, làm mấy giày lương 7 triệu. Mà không đủ sống. Mà sao không đủ sống nhỉ? Con chưa có hiểu sao hai vợ chồng mà không đủ sống. Bao nhiêu lương vậy mà sao không đủ sống? Nói cho anh là viết cho coi. Lương 7 triệu sao không đủ sống? Đó. Thì bữa hôm 7 triệu trò cô cho nhiêu hả? 500 mà không có đóng nổi đâu. Không đóng nổi vì sao? Sang ở nhà kia đóng gấp gấp. Nó không có làm, nó không có làm, mình vợ làm không? Không phải, nếu mà vợ làm một mình 7 triệu vẫn đủ sống ở đây. Mướn giữ con, thằng này không có giữ, để giữ con. À, một mình chị làm thôi. À, đúng rồi, một mình đã làm rồi. Dạ. Để mướn giữ con, nặng cho tập thằng này nói, để nhà là không nói được. Dạ, có nghĩa là... Không biết ghê ha. Giữ trẻ để cho người ta nói chuyện, cho đó, bé đó, biết hả? Là bữa hôm cô thằng này nói với cô Sáu vậy đó. Chị mướn cho giữ trẻ hết nhiêu tiền? Cô hỏi giùm con cái. Bao nhiêu tiền? Giữ ăn nhóc á. Giữ ăn nhóc này nhiêu tiền? Nhiêu nhiêu nó nói 1,5 triệu vậy, không nói vậy đó. Để anh ghi ra, để anh ghi ra coi hỏi hỏi giữ trẻ bao nhiêu mà nếu 7 triệu là phải đủ sống chứ. Nhưng sao mà mờ giá triệu là cao lắm á. Ví dụ nếu mà hoàn cảnh mà thực sự mà khó khăn vì cái lý do nào đó thì con chia sẻ, chứ còn nếu mà con nghĩ là mức triệu 7 triệu mà hai vợ chồng tiền trò đấy đâu có cao đâu. Thì tổng cộng nước nôi thì 800 đó là dạ, thì vẫn còn dư nhiều chứ. Ăn uống gì con bé à, đứa bé như vậy nó là ghi vậy không đó. Có ghi không có ghi gì đây? Đó là ngày tháng năm sinh năm 2/2/9 là 3 tuổi. Không, tiền dự trẻ của họ dùng con chữ tiền dự trẻ bé nè chưa được bao nhiêu tiền ơi. Đuối luôn á hả? Hỏi câu chuyện này mà giữ trẻ 1 tháng bao nhiêu? Giữ một đó. Nói chuyện này ham giấy đó. Dạ. Một ngày nói chuyện đó mà nói cuốn giấy tập giấy. Rồi là tốn biết bao nhiêu giấy mực á. Hồi xưa mà có sự kiện gì là tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí đó. Ra giáo không hiểu gì hết. Mọi nhà viết chữ cũng mừng á. Ba sao gì? 33 tháng. À, ý là giữ giữ trẻ. Giữ đó, mướn giữ đó. Ý là à mướn giữ á. Ý là nói 33 tháng là à, tuổi của à, nó. À. Dạ. Hôm nay chị chủ nhật là chị Nhung nghỉ không? Dạ. Bữa nay chúc đi hết toàn bộ. Dạ. Như vậy nè, chị Nhung này nhờ cái hội bên hội người khuyết tật thì người ta nâng đỡ, chứ nếu mà chỉ đi làm em bé không được. Dạ. Bao nhiêu một tháng? Mướn giữ á. Bao nhiêu một tháng? À đúng rồi, nói gần được rồi kìa, đúng rồi, bao nhiêu hả? Bao nhiêu á? 300 hả? Không, không có 300 đâu, hổng nó nói rồi. Không, ba. 1,5 triệu mà hổng nói vậy đó. 2 triệu à? Mấy triệu? 2 triệu á. Bụt. 2 triệu 1. Ghi chữ đi. 2 triệu 1. Ghi chữ đi. 2 triệu 1. À, phải không? Phải 2 triệu 1 không? Được ghi chữ ra. À, không biết đâu. À, nếu mà 2 triệu 1 thì còn nhiều không cô? Tại vì bữa hổm á, nó nói cô Sáu kiếm giùm cho. Không, không, không. Vợ làm 7 triệu, mướn con 1,5 triệu không? À, à. Tiền học, tiền học. Tiền học. Tiền học, rồi rồi. Đuối thường. 1,5 triệu. Đó thì hổm nó nói của sao? 1,5 triệu à? 1,5 triệu. Rồi, 1,500,000. Rồi. À, cho thằng nhóc này là 1,500,000. À, dạ, rồi hiểu. Vợ 7 triệu, phải không? 7 triệu. Ờ, lương á, lương á, lương á. 7 triệu, phải không? Cô hỏi rõ lại đi. Ờ, lương bao nhiêu? Lương của chị này làm bao nhiêu? À, nhiêu? Mấy triệu? Tiền lương bao nhiêu? Vợ không, nó nói một ngày hơi được. Tiền lương bao nhiêu một tháng? À, nghe nghe
Vâng, vâng, 7 triệu. Anh đó hả, nói tôi sao vậy mà, nói vợ làm 7 triệu mướn 7 triệu. Mướn con 1,5 triệu tiền trò được cho triệu 2,5 triệu vẫn còn dư mà sao sao cùng sao mà 7 triệu, 7 triệu, 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu một tháng. Dạ. Thì nó nói là cô Sáu kiếm giùm con. Vậy sao mà lại không có tiền trả tiền cho cô Sáu là sao? Chưa tháng này có trả đâu. Tiền rõ. Tôi không biết, biết thôi. Có một mình chị làm mà chị nuôi hai cha con. Nuôi hai chồng, nuôi chồng với nuôi đứa con. Cô Sáu nói đó. Ừ. Đó, đó đừng để. Nó là có tiền sữa. Ừ, đúng rồi, nhỏ tiền sữa. Dạ. Nhà ăn sữa hả? Thằng con uống sữa rồi. Ông này là nuôi ở nhà dưỡng này. Dạ. Không, vừa thì vừa cũng bao nhiêu, tại vì gửi trẻ rồi. Gửi trẻ. Dạ. Ừ. Mà anh đưa rước nhóc luôn hết. Khi vợ lấy chiều vợ trở về có nữa. Dạ. Ông đi câu mà, đi câu ăn. Dạ. Đó thì nói cô Sáu, cô Sáu xin giùm, thì cô Sáu xin thì vô làm khó lắm. Mà họ không nhận hả cô? Nhận, nhưng mà vô làm, cái thí dụ người ta chỉ cái này, anh không nghe được, anh làm cái không khác. Nghe, không nghe. Cái việc làm sai thì ba lấy gì biết. Tự ái cái nghĩ. Mà cô chớ xin đúng không? Xin rồi, mà vô làm tự ái nghĩ à. À vậy hả? Cô làm được mấy bữa hả? Bữa. Một bữa thôi nghỉ. Tự ái người ta chỉ cái này làm cái kia bị rầy á. Dạ. Biết đâu. Dạ. Nói không được á. Ừ. Tự ai nghĩ. À, vợ chồng anh chị này ở phòng trò có Sáu được mấy tháng? Một lượt với 4 cha con, 5 cha con đó. Là 3 tháng là gì nữa đó hả? À, kéo nhau xuống, cô Sáu nó kéo nhau xuống mà. Dạ. Cô Sáu dễ. Mình thấy thiệt, còn cảnh còn thấy thương. Đó. Dạ, thấy thương, nghề thương thiệt đó. À... Nhưng cô Sáu thấy thương nhất là nó nói cô Sáu xin nhiều công việc làm. Dạ. Nhưng mà xin thì đó, cô Sáu nói là bốc giác không có gì, nó có sức khỏe mà. Ừ, có gì được đâu mà nó không đúng, được. Đó, khó. Người ta chỉ cái này làm cái kia. Không được, người ta rầy cái tự ái. Bán vé số thì được á cô hả? Công việc là bán vé số được, đưa vé số cho người ta lấy tiền. Hỏi sao đi bán vé số? À, phải ghi. Có vé số đâu mà... À, tiền. Không, tiền. Ừ. Vé số. Vé số. Ừ, biết rồi. Biết rồi. Biết thôi không? Biết chứ. Xong đi bán, sao anh bán vé số? Đi bán giấy số. Cho có tiền. Biết. À, anh hỏi tại sao mới bán vé số vậy là nguy hiểm. Đi bán vé số cho có tiền. Không, ông nghe. Đi bán vé số được không? Có tiền. Được. Vậy? Được. Được hả? Không được. Nói năng không được, khó khăn lắm. Là... Ê! Anh biết thôi tiền không biết không biết chứ không biết rồi không biết hả trời ơi con biết tự thôi tiền nghe trò chuyện này nó cũng không biết gì hết trơn cũng vậy đó. Ví dụ nếu mà cái câu chuyện này mà Thảo mà chị Nhung rồi mà có thể trò chuyện được thì hỏi ngày cũng rất là hay đó chứ, đi làm mình nuôi lo cho chồng vậy là cũng mà cô Sáu nói là làm trong ước ngành cũng biết tật hơn như vậy không à mới được. Dạ. Chứ nếu mà làm chung với người mà biết nói chuyện là không được. Ừ. Thì đó này là làm đồ bốc giá thì ở nhà máy. Cô cái chị này là làm trong cái công ty là toàn người là người biết tật hơn vậy. À, vậy thì được ha. Bạn bè nó đến đi chơi cũng còn nam nữ cũng không nói chuyện được luôn. Dạ. Mà họ ra dấu với nhau không? Khỏi gây lộn. Đúng rồi. Khỏi gây lộn. Biết. Thôi tiền không biết rồi nhưng mà không. Chúng giật cái không sao la. Dạ. Chúng giật không có la được. Ê, như cái trường hợp của chị Nhung này cũng thương ha, đi làm thân phụ nữ mà đi làm lo cho chồng vậy. Em mà sao đầu không? Tiên á em nói dạ. Này đi làm đến luôn cái vụ này vậy đâu phải im cho hết đâu. Ừ. Mình vô làm công nhân phải không, cái đó mình làm sai. Bây giờ ở cấp trên chửi cũng đâu biết gì đâu. Đủ 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 không được đó. Người biết thật chửi đâu làm biết gì đâu. Cái công ty cái công ty đó là biết thật. Mới gì hả? Chứ không phải là người có người biết nói chuyện đâu. Có mấy ông sắp xếp biết. Cô ghi giùm họ cho con hai vợ chồng bì nãy là bẩm sinh hay là sao vậy cô? Chắc vậy. Hỏi chị này. Hỏi chị này đó. Ông này biết, ông biết hơi rành hơn chữ này. Dạ. Chữ nghĩa của anh bị nhỏ. Bọc sinh từ nhỏ hả anh bị cái này bẩm sinh từ nhỏ luôn hả?
Chi con dây luôn hả? Con bị từ nhỏ luôn. Dạ. Hai vợ chồng đều bị bẩm sinh. Sao có người chị cũng bị vậy nữa hả? Có người chị lại chơi cũng y vậy luôn. Dạ. Cho kỳ vậy ta. Cháu nói là cái thằng này cũng không biết luôn, là đừng nói là nó biết. Bây giờ mới cũng khôn, hai chồng khôn để cho học dạ, mà người ta dạy. Con mấy tuổi rồi? Nói gì chứ? Hai chồng nói chị lấy gì nó nói. Không, nói vô trường nói rồi mà. Vô, đúng là em thấy nó hét. Mày biết hét à? Mày biết hét là chưa biết là nói. Không, chứ con ca hát. Nói hét, nói gì vậy? Vô, vô. Mày biết rồi, có đứa. Chứ đâu có nói được chữ gì. Dạ, có được đứa con trai 3 tuổi hồi này, 33 tháng á. 33 tháng. Vậy là mấy tháng này trả tiền trò cho cô có 6 chưa? Chưa. Vậy hả? Từng hiểu hết rồi, trò cái gì? Sao một tháng nào ông 7 triệu mấn có đủ đã hả? Bởi mà cô Sáu thương cái câu mà nó cô xin giùm cho con việc làm bóc vác. Nó nói vậy ha. Thì đi xin thì cô Sáu nói nó làm có một ngày một rồi tự ái nghỉ mẹ luôn. Vậy hả? Ai trả tiền? Dạ. Ta chỉ việc này mà làm việc kia. Bóc vác là một cây gạo, cây lúa, cây nhộng chứ không phải là cái này vô cao dữ. Hồi đó nó sợ nước văng lên nền á. Bình còn nó kêu xây thêm chúng. Kêu xây thêm chứ không phải người ta vậy đâu. Cái thằng ở đây nó kêu xây thêm. Mà tôi sao thấy vợ chồng nó vậy chứ mà nó cũng có đầy đủ tiện nghi chứ không có thua người ta. Dạ. Nhưng mà nói với làm sao khuyết tật bằng người nguyên được. Không bằng nổi. Muốn biết cái này có nhà nước có hỗ trợ gì không ha? Nhà nước cũng hỗ trợ nhưng mà cái hội hội người khuyết tật. Dạ. Người ta có cho. Cho hả? Nhưng mà chắc cũng không đủ đâu, cho không đủ. Nguyên cái công ty Mai đó toàn là người khuyết tật không? Làm gần đây hả cô? Dưới Long An. Dạ, thành dưới Tân An hả? Cũng đây xuống dưới 4-5 cây số. Dạ. Mà sao vậy mà sao cũng sống với nhau rồi có con có cái được cũng hay quá rồi. Dạ. Thì họ nghe hỏi sao con về đây ở vậy, nó nói là ở chỗ cũ á. Dạ. Dẫn bạn bè vô nhậu quá người ta không cho, đến tụi bay nhậu có gây lộn vậy đâu sợ, mà dẫn đông quá người ta không chịu, đậu xe lũ hủ vậy nè. À có nghĩa là bạn bè tới chơi nhiều là ồn ào người ta không chịu ha? Không có ồn ào, nó gây lộn nó không được là ồn ào. Dạ. Không có nói được cái gì ồn ào, xe đậu. Người ta dẫn đông luôn. Rồi thà xin lỗi nói mà biết mà đôi cái đầu óc. Bởi vì sao cái tụi này ồn ào thà bởi này nhậu ồn ào luôn. Không nghe thấy nói nữa, nhưng mà xe đậu. Dạ. Xe đậu nhiều quá chủ nhà không chịu. Dạ. Đuổi rồi nghe cái anh bên đây là đùm đây nó cũng đùm theo luôn. Dạ. Cô Sáu thấy vậy tội nghiệp quá. Tổng thương đó hả? Ở đâu giờ? Phải dạ. Như có đứa biết nói mình nói chuyện nó được. Nhà hai đứa tụi không biết nói á. Không biết hết. Thôi thì hoàn cảnh này Thảo cũng giờ không biết trò chuyện thêm biết hỏi thì biết luôn. Nếu mà mình biết nói thì mình hỏi thăm được nhiều thông tin. Mà anh nếu biết nói của sao có xin chi? Dạ đúng rồi, chính xác. Nếu mà được biết nói thì có đủ xin chi. Đi làm hai vợ chồng đều mạnh khỏe chứ. Cứ cho tiền con mua bánh. Cảm ơn, phanh tay lại. Cảm ơn lại, phanh tay lại. Cảm ơn. Cảm ơn đi. Cảm ơn, cúi đầu xuống đi. Chắc chưa biết nói từ cảm ơn đâu. Ai dạy đâu biết. Dạ. Mẹ cũng đẹp mà. Dạ, mẹ đều đẹp. Đó. Rồi vậy thôi em đi ha. Qua nay dạ. Trong có rồi đó. Cửa ấy nó trong nằm dèo queo hay vậy đó hả? Gì dạ. Gì đâu. Trong giờ cũng nằm nữa. Nói chứ nhiều cơ hôm nè nọ miếng giấy tôi có nói chuyện nó mấy ngày nè. Dạ. Trời ơi vậy đó hả? Nó hỏi là bữa đó nó hỏi chú Nhược được không? Dạ. Nè nó nói nè. Nó đi chợ mua đồ, đã cho chú ăn là nó nè. Đã đi chợ mua đồ. Dạ. Chú Nhật được hơn đâu, nói chú không có hứa chú Nhật. Dạ. Rồi có nó hỏi chú cần cho số điện thoại mà thí dụ mà mình đâu có nói chuyện nữa đúng được không? Đâu. Khổ vậy đấy. Nhưng mà hai chồng nó nói bằng Zalo thì nó ra dấu dạ. Thì được. Hồi nãy chồng đi câu. Vợ gặp gọi Zalo lát chú Thảo đến á. Dạ. Thì thấy nó đầy dấu rồi. Rồi vậy thôi em chào anh chị luôn ha. Đi về. Dạ. Cảm ơn.